Khoan, quả gì ý nhỉ? Mẹ quên mất rồi, quả gì ý con? Quả dưa hấu phải không con? Quả gì nhỉ? Quả ổi đấy, mà là quả ổi á. Nhầm rồi, con nhớ lại đấy, quả đấy quả gì nhỉ? Quả ổi màu xanh cơ mà, đây là quả xoài. Xoài cát. Xoài cát chu. Ngon không con? Ngon không con, like không? Trời ơi, ngọt quá. Ôi, ngon thế nhỉ. Ôi trời. Ai cắt xoài cho con ăn đấy? Mẹ à? Con cảm ơn mẹ chứ nhỉ? Cảm ơn mẹ. À ạ. À. Đúng rồi. Con cảm ơn mẹ ạ. À. Cảm ơn mẹ ạ. À. Đúng rồi. Ôi ôi, cả miếng to luôn. Ôi, cái mồm phấn luôn kìa. Ngọt quá, có ngọt không con? Ngọt lắm ạ. Đúng rồi. Cắn giỏi nhỉ.